Tuần này, Nido sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện Chuyện của siêu quậy của tác giả Nguyễn Thị Kim Hoa. Phùng lùng phùng lé phùng té bờ ao. Phùng chạy vụt theo, bài hát láo liếu vẫn còn in ỏi một góc đường. Là thằng Quang, đến ngay khúc quẹo, biết Phùng không đuổi kịp, nó còn đứng lại, làm bộ con người quẩy mông liêu liêu. Liêu liêu. Phùng chỉ muốn biến cái cặp thành phi tiêu, cho nó một phát vào mông. Quang là đứa siêu nghịch ngợm, nó mới chuyển vào lớp Phùng từ hồi đầu năm thôi, nhưng ai cũng công nhận tài trêu chọc người khác của nó là vô địch thế giới. Đến cả bạn lớp trưởng Ngô là thế, gặp ở đâu cũng bị nó réo Bích ú học mít. Thì đủ biết những trò tai quái của nó đến đâu rồi. Tuần rồi, cô giáo bỗng nhiên chuyển nó lên ngồi cạnh Phùng. Phùng bực mình quá đi mất. Đó không những là trùm quậy, mà còn là trùm quên mang đồ, bút chì, thước, gơm. Nó hỏi mượn Phùng đến chóng mặt. Nhà tao đồ dùng học tập có nguyên một tủ, bữa nào tao cầm lên cho mày coi. Phùng chờ cái bữa nào đó của nó lâu lắc. Và trong lúc chờ, thì cây bút mẹ Phùng mới mua, nó đã viết đến vèo nửa ống mực. Cục gơm hình con thỏ Phùng luôn nâng niu, bị nó vẽ thêm cho cái miệng thỏ, mấy cái răng nanh nữa. Đến khi cây thước cũng trở thành tàu vũ trụ bay vèo ra chỗ bầy chim ngoài cửa sổ rồi mất biệt, thì Phùng đã hết chịu nổi. Thằng Quang chính thức bị cấm mượn. Nó cũng không được đụng vào bất kỳ món đồ nào của Phùng nữa. Và thế là nó tặng Phùng một bài hát. Y chang như với bạn Bích, hễ thấy Phùng từ xa là nó hét toáng lên, hát bài hát láo toét ấy. Tiếc là nó chạy nhanh như tên lửa, chả lực nào Phùng bắt được. Phùng lùng phùng lé phùng té bờ ao, liêu 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 liêu. Vào lớp, xử tội nó càng khó, vì bàn hai đứa ngay trước mặt cô giáo. Hôm nay Phùng quyết định rồi, Phùng sẽ rình ngay góc đường nó hay rẽ, coi nó chạy đường nào. Thằng Quang biết bị canh me không nhỉ, nó chạy nhanh thoăn thoắt. Vụt một cái, Phùng đã thấy nó băng qua mặt. Phùng càng đuổi, nó càng chạy đi nhanh. Thêm một ngõ hẻm nữa hiện ra, rồi một ngôi nhà. Ngôi nhà nhỏ như cái hộp, mái tôn đen xì, tường tróc lở. Trong nhà có tiếng ho đứt quãng vọng ra khi thằng Quang đẩy kẹt cửa. Tiếng ho vẫn tiếp tục lúc thằng Quang vào nhà, lúc nó chạy tới chạy lui bưng bê gì đó, cả lúc nó ra sân lủi thủi bưng tô cơm. Ê! Phùng thấy mình cần phải kêu nó. Quang giật mình, ngước lên, rõ ràng mắt nó đang ướt. Nhà mày có ai đang bệnh hả? Bà nội của tao. Ba mẹ của mày đâu? Tao chỉ có bà nội thôi à. Sợ nước mắt nó rớt xuống, Phùng lực đực lùi khỏi cửa ngõ. Thôi, tao về. Mày đừng giận tao nữa nha. Sau lưng Phùng hình như có tiếng thằng Quang gọi với theo. Phùng có nên giận thằng Quang nữa không? Phùng cũng không biết nữa, chỉ biết hình như mắt Phùng cũng ương ướt. Lẽ ra Phùng phải ở chơi với nó lâu lâu. Và trong lúc chờ, thì cây bút mẹ Phùng mới mua, nó đã viết đến vèo nửa ống mực. Cục gơm hình con thỏ Phùng luôn nâng niu, bị nó vẽ thêm cho cái miệng thỏ, mấy cái răng nanh nữa. Đến khi cây thước cục...